một trong những vị thần được người dân tộc Chero xem trọng nhất là thần lúa, tức Sa Danh Va, hoặc gọi là Danh Lúa. Theo định kỳ hàng năm, cứ đến rằm tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, người Chero tại Đồng Nai, trong đó đồng bào Chero tại thành phố Long Khánh, lại tổ chức lễ hội Sa Danh Va. Dạ vâng, tại lễ hội độc đáo này, ẩm thực ngoài rượu, thịt, bánh dày để làm lễ vật cúng, món ăn truyền thống không thể thiếu trong lễ hội, đó chính là cơm lam. Theo người Chero tại xã Bầu Trâm kể lại, trước đây do thường xuyên lên nương rẫy làm việc cả ngày, người Chero đã tận dụng những ống tre, ống nứa có sẵn trong rừng để nấu những hạt gạo mà họ mang theo. Bắt đầu chỉ là món ăn dân dã gắn liền với cuộc sống nơi đây, nay đã trở thành đặc sản truyền thống của đồng bào Chero trong các dịp lễ. Để làm ra được món cơm lam, đầu tiên phải chọn những ống nứa tươi, thon dài khoảng 20-30cm, không to không nhỏ, không quá dày cũng không quá mỏng, chặt chia ra mỗi đốt thành một ống lam. Muốn có cơm lam ngon, đầu tiên phải có gạo nếp ngon, thường là gạo nếp dẻo, thơm, hạt tròn mấy. Tiếp đó, nhóm lên một đống lửa, chờ thật đượm, sau đó xếp các ống lam trên đó. Trong khi nấu, phải xoay đi xoay lại những chiếc ống lam cho cơm chín đều. Thực tế, theo kinh nghiệm của những người dân tộc thì khi nghe mùi thơm hoặc ống lam vàng là biết cơm chín hay chưa. Rồi do gạo nếp cái sạch xong, cái mình xay nước dừa, lấy nước dừa mình trộn với gạo nếp, rồi xay nước lá dứa trộn với gạo nếp, rồi mới bỏ vô cơm bánh ống, rồi bỏ vô làm ăn cho thơm, cho ngon. Mình bỏ gạo vô, bỏ vô đầy ấm, rồi mình lấy cái cây mình vỏ cho nó cắt lại, cho nó cắt rồi mình cứ gõ sao mà nó đầy ấm thôi rồi đem đi nướng. Lửa riu riu thôi để bánh nó vàng nó đẹp, còn cái lửa cao quá là nó cháy, cái bánh là bánh không chín không đều. Mình cứ trở qua trở lại hai lần thôi là được rồi. Mà tên chín quá là thả nó xuống, nó lên chút rồi nó chín nó vàng đều hơn bánh. 10 phút, 15 phút đấy chín, còn đến chắc 20 phút đấy. Theo quan niệm của người Chero, cơm lam chỉ được nấu vào các dịp lễ hội, bởi vậy cơm lam mang theo nhiều ý nghĩa tâm linh, thường được dùng để tạ ơn, cầu mong thần linh ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, để có những hạt gạo thơm ngon. Không đơn thuần là một món ăn giản dị, độc đáo, cơm lam còn là món ăn cổ truyền, mang nét đẹp truyền thống của người đồng bào dân tộc. Qua đó phát huy các giá trị trong ẩm thực, nâng cao được hình ảnh của văn hóa bản địa, thu hút khách du lịch đến thành phố Long Khánh.